Tôi sẽ chia sẻ bí quyết nấu canh ngon, tròn vị. Nếu không ngon tôi bỏ nghề luôn. Cho thịt, rau củ tươi, chỉ nêm với hạt nêm cano. Còn các loại gia vị nêm nếm khác? Không cần thêm đâu. Với bột thịt thăng, chiết xuất xương ống và tủy, cho canh ngon tròn vị. Ồ, ngon tuyệt chỉ với cano. Vậy tôi có bỏ nghề không? Hãy cùng tôi nấu canh ngon tròn vị chỉ nêm với cano.